Bản tin trưa mùng 9 tháng 6 của Bộ Y tế cho biết có thêm 283 ca mắc COVID-19 ghi nhận trong nước. Thông tin diễn biến dịch COVID-19 ở Việt Nam. Tính từ 6 giờ đến 12 giờ ngày mùng 9 tháng 6, có 283 ca dương tính, bệnh nhân 9.223 đến 9.505, không ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh. 283 ca ghi nhận trong nước. Tại Bắc Giang 52, Thành phố Hồ Chí Minh 20, Bắc Ninh 6, Hà Tĩnh 3, Hà Nội 1. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Giang đăng ký bổ sung mã bệnh nhân của 201 ca, bệnh nhân 9.285 đến 9.485, được sàng lọc trong vùng phong tỏa từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 5 năm 2021. Tính đến 12 giờ ngày 9 tháng 6, Việt Nam có tổng cộng 7.897 ca ghi nhận trong nước và 1.608 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay 6.327 ca. Có 16 tỉnh Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới. Số lượng xét nghiệm từ ngày 29 tháng 4 năm 2021 đến nay đã thực hiện 1.784.306 mẫu cho 3.763.592 lượt người.